Các em đã tìm hiểu về quần thể sinh vật. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu thế nào là quần xã sinh vật. Quần xã khác quần thể những đặc điểm gì? Các mối quan hệ sinh thái trong quần xã ra sao? Thông qua bài 49, quần xã sinh vật. Mục tiêu của bài học là các em phải trình bày được khái niệm quần xã, chỉ ra được những dấu hiệu điển hình của quần xã để phân biệt với quần thể, nêu được mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã, tạo sự ổn định và cân bằng sinh học trong quần xã. Chúng ta bước vào phần 1 La Mã. Thế nào là một quần xã sinh vật? Các em quan sát hình, dựa vào kiến thức đã học ở bài trước để trả lời câu hỏi. Trong khu vực đầm lầy, có những quần thể sinh vật nào? Các em có thể bấm stop để trả lời câu hỏi và sau đó bấm play để xem thử là đáp án của mình có chính xác hay chưa. Trong khu vực đầm lầy có những quần thể sinh vật như là quần thể tảo, quần thể vi khuẩn, quần thể rắn, quần thể cá, quần thể ốc, quần thể vịt, quần thể đại bàng, vân vân. Và còn rất nhiều quần thể khác nữa mà chúng ta chưa liệt kê hết ở đây. Tương tự, hãy cho cô biết rừng mưa nhiệt đới có những quần thể sinh vật nào? Trong rừng mưa nhiệt đới có một số quần thể rất là dễ thấy như là quần thể chim, quần thể hổ, quần thể kiến, quần thể nai, quần thể dương sĩ, quần thể nấm. Hãy nêu thứ tự xuất hiện các quần thể trong khu vực đầm lầy. Thì quần thể nào xuất hiện trước, quần thể nào xuất hiện sau chúng ta sẽ nêu ra. Quần thể thực vật xuất hiện trước, ví dụ như tảo, rong, rêu, cây sen, cỏ. Tới quần thể động vật ăn thực vật như là giáp xác, cào cào, ốc, cá nhỏ, sáo. Và sau đó là quần thể động vật ăn động vật như là xéo, vịt, cá lớn, rắn, đại bàng. Dựa vào kiến thức của bài 46 ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật để trả lời câu hỏi. Các quần thể sinh vật trong rừng mưa nhiệt đới, đầm lầy có những mối quan hệ nào? Chia ra là quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài. Trong cùng một loài thì có hai mối quan hệ chủ yếu là quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong điều kiện môi trường thuận lợi và cạnh tranh với nhau khi điều kiện môi trường bất lợi. Còn đối với mối quan hệ khác loài thì bao gồm quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trong mối quan hệ hỗ trợ có cộng sinh, hội sinh. Mối quan hệ đối địch có cạnh tranh, ký sinh, nửa ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Khu vực đầm lầy hay là rừng mưa nhiệt đới được gọi là quần xã sinh vật. Vậy thì quần xã sinh vật là gì? Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau. Cô giới thiệu một số quần xã sinh vật khác như là quần xã rừng hàng đới, quần xã hoang mạc, quần xã rạn san hô, quần xã đồng cỏ savan. Một số câu hỏi thực tế. Trong bể cá, người ta thả một số loại cá như cá chép, cá mè, cá chấm. Vậy bể cá này có phải là quần xã hay không? Bể cá này không phải là quần xã sinh vật. Chúng tuy khác loài với nhau nhưng chúng không có mối quan hệ mật thiết với nhau. Muốn nhận biết một quần xã sinh vật, cần có những dấu hiệu bên ngoài và dấu hiệu bên trong. Mô hình sản xuất VAC, vườn, ao, chuồng. V là viết tắt của vườn, được thể hiện cho trồng trọt. A là viết tắt của ao, thể hiện cho nuôi trồng thủy sản. C là viết tắt của chuồng, thể hiện cho chăn nuôi. Trong sản xuất, mô hình VAC có phải là quần xã sinh vật hay không? Mô hình VAC này là do con người tạo ra, nên nó được gọi là quần xã nhân tạo.
Một quần xả có thể tồn tại trong thời gian bao lâu? Quần xả có thể tồn tại vài trăm năm, vài chục năm, được gọi là quần xả ổn định, ví dụ như là quần xả của rừng nguyên sinh. Quần xả có thể tồn tại vài ngày, vài giờ, được gọi là quần xả chu kỳ, ví dụ như là quần xả trên các con thú hay là trên thân cây mục. Các em ghi bài. Quần xả sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sống trong một không gian xác định, và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau như một thể thống nhất, nên quần xả có cấu trúc tương đối ổn định, ví dụ rừng cúc phương, ao cá tự nhiên. Chúng ta hay nhầm lẫn giữa quần thể sinh vật và quần xả sinh vật. Vậy các em hãy phân biệt cho cô quần xả sinh vật và quần thể sinh vật, phân biệt ở các đặc điểm về thành phần, về độ đa dạng và mối quan hệ của chúng. Quần xả sinh vật gồm nhiều quần thể khác loài. Quần thể sinh vật gồm nhiều cá thể cùng loài. Độ đa dạng của quần xả sinh vật là cao. Độ đa dạng của quần thể sinh vật là thấp. Mối quan hệ giữa các quần thể là quan hệ khác loài, nên chủ yếu của quần xả là quan hệ dinh dưỡng. Còn đối với quần thể sinh vật, mối quan hệ của chúng là mối quan hệ cùng loài, nên là chúng sẽ có mối quan hệ về sinh sản và di truyền. Các em nghiên cứu thông tin sách giáo khoa trang 147, trình bày các đặc điểm cơ bản của quần xả sinh vật. Quần xả sinh vật có các đặc điểm cơ bản về số lượng và thành phần các loài sinh vật. Số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp của các loài đó trong quần xả. Thành phần các loài sinh vật được thể hiện qua việc xác định loài ưu thế, loài đặc trưng. Các em quan sát hình, sau đó hoàn thiện bản 49 các đặc điểm của quần xả. Trong rừng mưa nhiệt đới thì có nhiều loài khác nhau như là rắn, vẹt, nhện, báo, nai, liêm, cây dương sỉ, cây rêu, chúng cùng tồn tại với nhau. Chúng ta thấy là rừng mưa nhiệt đới này có số lượng rất là phong phú về các loài. Các loài phong phú được gọi là độ đa dạng của quần xả. Rồi chúng ta điền chỉ số thứ nhất là độ đa dạng. Độ đa dạng thể hiện điều gì? Độ đa dạng thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xả. Cô lấy ví dụ nè. Quần xả rừng mưa nhiệt đới thì sẽ có độ đa dạng lớn hơn so với quần xả sa mạc. Tại vì sao? Điều kiện của rừng mưa nhiệt đới này nó sẽ thích hợp đối với nhiều loài hơn. Điều kiện môi trường phù hợp thì quần xả sẽ có số lượng loài lớn. Và độ đa dạng càng cao thì quần xả này sẽ càng ổn định. Chỉ số thứ hai, độ nhiều. Độ nhiều thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xả. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là độ nhiều nói về số lượng cá thể có trong mỗi loài. Chúng ta cùng phân tích. Ví dụ như là trong một đàn voi, độ nhiều thể hiện là có bao nhiêu con voi trong một cái đàn voi này, hay có bao nhiêu con linh dương đầu bò trong cái đàn linh dương đầu bò này. Độ nhiều sẽ thay đổi theo thời gian, theo mùa hay là theo năm đột xuất. Vậy thì độ đa dạng và độ nhiều khác nhau căn bản ở điểm nào? Độ đa dạng nói về số lượng loài trong quần xả, còn độ nhiều nói về số lượng cá thể có trong mỗi loài. Chỉ số tiếp theo, độ thường gặp. Độ thường gặp thể hiện tỷ lệ phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát. Độ thường gặp ký hiệu là chữ C hoa, được tính theo công thức C bằng B nhỏ chia B lớn nhân cho 100%.
Trong đó, B nhỏ là số địa điểm lấy mẫu có loài được nghiên cứu. B lớn là tổng số địa điểm đã lấy mẫu. Nếu kết quả chúng ta tính được C lớn hơn 50%, thì chúng ta kết luận đó là loài thường gặp. Nếu C lớn hơn 25% và nhỏ hơn 50%, chúng ta kết luận đó là loài ít gặp. Còn nếu C nhỏ hơn 25%, chúng ta kết luận đó là loài ngẫu nhiên. Một bài tập để áp dụng. Khi khảo sát số lượng loài trong quần xã rừng Cúc Phương, người ta đã đánh dấu 15 địa điểm, trong đó có 9 địa điểm tìm thấy loài bọ cánh cứng. Vậy, loài bọ cánh cứng này thuộc loài A. Loài thường gặp. B. Loài ít gặp. C. Loài ngẫu nhiên. Thì chúng ta áp dụng công thức để chúng ta tính thử cho cô. Và đáp án cô đưa ra là A. Loài thường gặp. Chúng ta tính xem là như thế nào, được chưa? Chỉ số tiếp theo là loài ưu thế. Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã. Ví dụ nè, trong rừng thông thì loài thông sẽ là loài ưu thế. Hay là trong rừng trúc thì loài trúc sẽ là loài ưu thế. Nói một cách dễ hiểu nhất là loài ưu thế là loài có số lượng nhiều. Và hoạt động của loài này sẽ tác động rất là đáng kể đối với các loài khác và tác động đối với môi trường. Như là các em đã được học ở chương trình lớp 6, thì đối với các cái quần xã ở trên cạn này, thì thực vật có hạt là thực vật là loài ưu thế. Vì chúng cung cấp thức ăn, nơi ở cho động vật và ảnh hưởng tới điều kiện khí hậu. Chỉ số cuối cùng, loài đặc trưng. Loài đặc trưng thể hiện loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác. Ví dụ, tỏi là loài đặc trưng của đảo Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi, hay là sao la là loài đặc trưng của khu bảo tồn Huế. Loài ưu thế và loài đặc trưng khác nhau căn bản ở những điểm nào? Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, cỡ lớn hay tính chất hoạt động của chúng. Còn loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác. Dễ hiểu hơn, đó là trong số các loài ưu thế này, có một cái loài tiêu biểu nhất cho cái quần xã đó thì được gọi là loài đặc trưng. Người ta ghi khái niệm chúng ta rất là khó hiểu đúng không nè. Các em ghi bài. Số lượng các loài trong quần xã được đánh giá qua những chỉ số độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp. Thành phần loài trong quần xã thể hiện việc xác định loài ưu thế và loài đặc trưng. Ta qua phần ba la mã, quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã. Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã là kết quả tổng hợp các mối quan hệ giữa ngoại cảnh với quần thể. Các em đọc các ví dụ sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. Ngoại cảnh thay đổi theo chu kỳ ngày đêm, mùa, ảnh hưởng tới các hoạt động của các sinh vật trong quần xã như thế nào? Thì sự thay đổi chu kỳ ngày đêm, chu kỳ mùa dẫn tới hoạt động của các sinh vật cũng mang tính chất chu kỳ. Ví dụ, các động vật như ếch nhái, muỗi ít hoạt động vào ban ngày, đa số chỉ hoạt động vào ban đêm. Dựa vào chu kỳ mùa thì chim sẽ di cư để tránh rét hay là cây rụng lá vào mùa đông. Dựa vào chu kỳ ngày đêm, chúng ta chia động vật ra thành hai nhóm, đó là động vật ưa sáng và động vật ưa tối. Chu kỳ mùa sẽ có hiện tượng lá rụng vào mùa thu hay là gấu ngủ đông. Gặp điều kiện khí hậu thuận lợi thì sinh vật phát triển như thế nào? Lấy ví dụ. Điều kiện khí hậu thuận lợi, thực vật phát triển nhanh, dẫn đến động vật cũng phát triển theo. Ví dụ, thời tiết thuận lợi, cây xanh phát triển,
dẫn tới số lượng sâu ăn lá tăng. Khi số lượng sâu ăn lá tăng thì số lượng chim ăn sâu cũng tăng theo. Chúng ta cùng phân tích mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã. Khi thời tiết thuận lợi thì thực vật phát triển. Thực vật phát triển kéo theo số lượng sâu tăng. Số lượng sâu tăng dẫn tới số lượng chim ăn sâu tăng. Khi số lượng chim ăn sâu tăng quá nhiều thì chim ăn sâu ăn hết rất nhiều sâu, dẫn tới số lượng sâu giảm. Khi số lượng sâu giảm thì sẽ dẫn tới số lượng chim ăn sâu cũng giảm theo. Chúng ta đặt một cái giả thuyết nè. Nếu cây phát triển thì sâu ăn lá cây tăng, dẫn tới chim ăn sâu cũng tăng. Khi chim tăng thì dẫn tới số lượng sâu lại giảm. Vậy thì nếu sâu ăn lá mà hết thì chim ăn sâu sẽ ăn thức ăn gì? Chim vẫn ăn sâu. Nếu lượng sâu giảm do chim ăn thì cây xanh nó sẽ phát triển. Và khi cây xanh phát triển thì sâu lại phát triển. Vậy thì số lượng chim đang khống chế số lượng của sâu. Số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác khống chế. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khống chế sinh học. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng khống chế sinh học. Khống chế sinh học là cơ sở khoa học cho biện pháp đấu tranh sinh học để tăng hay giảm số lượng một loài nào đó theo hướng có lợi cho con người, đảm bảo cân bằng sinh học cho thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường bởi thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại. Từ những ví dụ trên, các em hãy trả lời điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng tới quần xã sinh vật như thế nào? Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi như là sự thay đổi chu kỳ ngày, đêm, chu kỳ mùa, dẫn tới hoạt động theo chu kỳ của sinh vật. Gặp điều kiện thuận lợi thì thực vật phát triển, dẫn đến động vật cũng phát triển. Số lượng loài động vật này khống chế số lượng loài động vật khác. Trong thực tế, con người đã có những tác động nào gây mất cân bằng sinh học trong các quần xã? Con người đã đốt rừng làm nương rẫy, săn bắt, mua bán động vật hoang dã, chặt phá rừng, quá trình đô thị hóa xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng nhanh. Theo em, chúng ta nên làm gì để bảo vệ thiên nhiên? Ta nghiêm cấm săn bắt, mua bán động vật hoang dã, tuyên truyền mỗi người dân phải tham gia bảo vệ môi trường thiên nhiên và tích cực trồng cây gây rừng. Các em ghi bài. Các nhân tố vô sinh và hữu sinh luôn ảnh hưởng tới quần xã sinh vật, tạo nên sự thay đổi theo chu kỳ ngày đêm, chu kỳ mùa. Khi ngoại cảnh thay đổi, dẫn đến số lượng cá thể trong quần xã thay đổi, và số lượng cá thể luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với môi trường. Khống chế sinh học làm cho số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động quanh vị trí cân bằng, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã. Củng cố. Câu 1. Các em điền từ hoặc là cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm quần xã sinh vật. Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định. Giữa các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất. Do vậy, quần xã sinh vật có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật thích nghi với môi trường sống của chúng. Câu 2. Cân bằng sinh học là gì? A. Khi môi trường sống ổn định. B. Khi số lượng cá thể của loài này bị số lượng cá thể của loài kia kìm hãm. C. Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường. Và D. Khi có sự hỗ trợ giữa các loài.
Đáp án của chúng ta là C. Hoàn thành bảng sau bằng cách ghép các cột tương ứng. Độ đa dạng thể hiện gì nào? Một ghép với lại E. Mức độ phong phú về số loài trong quần xã. Cái thứ hai, độ nhiều. Độ nhiều ghép với C. Độ nhiều thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã. Độ thường gặp là tỷ lệ phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát. Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã. Loài đặc trưng thể hiện điều gì? Loài đặc trưng là loài chỉ có một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác. Đây là đáp án của chúng ta. Dặn dò. Các em hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa trang 149. Xem trước nội dung bài 50 hệ sinh thái. Tìm hiểu về lưới thức ăn và chuỗi thức ăn. Thì bài 50 này là một cái bài rất là quan trọng đối với chúng ta. Nên cô mong các em sẽ đọc sách giáo khoa trước khi chúng ta bước vào học. Cô xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.